Cuba. Ancator xây nhà cùng bạn. Ancator xây nhà cùng bạn. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và hôm nay Ancator chia sẻ với các bạn một cái mẫu nhà vườn mà được bạn Khánh Linh chia sẻ trên cái cộng đồng khoe nhà đẹp. Ở đây thì mình sẽ phân tích cái mẫu nhà vườn rất là đẹp mà bạn Khánh Linh đã chia sẻ trên cộng đồng mạng Internet và được rất nhiều các bạn hâm mộ và rất nhiều các bình luận rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái không gian của cái công trình này qua hình ảnh của bạn Khánh Linh và tôi sẽ phân tích cho các bạn nhé. Thì ở đây thì các bạn quan sát là với cái công trình nhà vườn đẹp này thì các bạn nhìn tôi sẽ phân tích cho các bạn về cái ý tưởng không gian của mặt bằng công trình trước. Với công trình nhà vườn này thì các bạn nhìn không gian của nhà vườn thì tôi sẽ phân tích về kiến trúc trước. Ở đây thì các bạn quan sát cái phần cột của công trình thì với kiến trúc nhà vườn mái Nhật, đặc sản của cái không gian nhà vườn mái Nhật là các bạn nhìn các hệ đèn chiếu hắt và các cái đây các bạn nhìn này đấy, đèn này buổi tối chúng ta bật xuống thì cái đèn nó hắt xuống rất là đẹp đấy, xung quanh nhà luôn các bạn nhé. Đây là các cái phần đèn tôi lấy ánh đỏ cho các bạn. Và điều đặc biệt nổi bật của cái công trình này thì các bạn quan sát cái phần cột. Ở cái phần cột thì các kiến trúc sư đã thiết kế một cách rất là đơn giản. Thì các bạn nhìn cái cột ở đây thì các bạn nhìn đó, đây là cái cổ cột. Và ở cái phần cột này thì sẽ rãnh, kích thước cột là 500 các bạn nhé. Với cái cột 500 này nó to và nó bề thế hơn rất là nhiều so với cái cột bình thường các bạn không thiết kế thì nó rơi là 30. Thì cột 500 này rất là khỏe khoắn to. Và ở phần phía dưới thì ốp đá inox. Thì các bạn, đấy là phần cột thì tôi chia sẻ với bạn. Tiếp theo ở đây thì các bạn quan sát điểm đặc biệt khác biệt hoàn toàn với cái công trình khác là cái phần hệ mái của khu vực sảnh hiên. Mái của sảnh hiên đã hòa đồng cùng với cái chiều cao của cái mái nhà. Thì thông thường thì các bạn nhìn đây, thông thường cái mái của sảnh hiên, đây là cái mái của cổ nhà này đấy, thì đây là cái mái sảnh hiên đã cao đồng bộ cùng với cái mái của nhà luôn các bạn. Khi đổ bê tông của mái nhà thì chúng ta đổ luôn ra và lấy cái mái nhà làm mái của sảnh hiên luôn. Thì thông thường theo cái kiến trúc bình thường thì chúng ta thấy là mái sảnh hiên bao giờ cũng hạ cấp xuống một bậc so với cái phần mái nhà chính. Nhưng ở đây thì được các kiến trúc sư đã thiết kế một cách khéo léo, đưa cái phần mái của nhà trên cùng trùng với cái mái của sảnh hiên luôn. Cho nên các bạn nhìn cái ngôi nhà của chúng ta, cái phần sảnh hiên chúng ta vút cao lên. Đấy là cái điều rất là đặc biệt các bạn chú ý nhé. Tiếp theo thì ở cái phần không gian nhà này thì tôi cũng nhấn mạnh cho các bạn một điều đặc biệt nữa là các bạn quan sát là đối với ốp đá granite kim sa thì các bạn nhìn chúng ta bước từng bậc một này. Đó, đây này, từng cái bậc này. Thế thì ở giữa cái phần bậc là chúng ta đi ở phần giữa nhiều nhất, còn hai bên rìa ít đi. Thế thì ở giữa các bạn nhìn là chúng ta trải thảm đỏ, cái đá granite màu đỏ, cảm giác như là chúng ta trải thảm đỏ mời khách vào nhà. Thì còn hai bên xung quanh này thì chúng ta tạo điểm nhấn cái màu nó khác đi, thì cái màu đỏ nó nổi ở phía giữa thì chúng ta nhìn cảm giác khi mời khách vào nhà nó rất là trang trọng, rất là trang nghiêm, có một cái gì đó rất là cảm giác của cái gì đó là khách đến nhà là sự quý phái, rất là quý. Để các bạn chú ý như vậy. Tiếp theo điều đặc biệt nữa thì các bạn phải quan sát khi bố trí không gian nhà với cái kiến trúc xanh. Xanh ở đây là nhà các bạn nhìn các cái ô cỏ đây. Đấy, các cái ô cỏ này được ốp đá và sau đó thì để cái khoảng hở là 10-15 cm. Đấy, từ 100 đến 15 cm để chúng ta trồng cái rìa cỏ xung quanh. Đấy, các bạn cái phần rìa cỏ xung quanh đây này. Đấy. Chúng ta khi chúng ta nhìn cái sân nhà của chúng ta nó mát lên rất là nhiều. Đấy thì rất cảm giác nó rất là gần gũi thiên nhiên. Và thứ hai thì chủ nhà rất là khéo léo đã tìm được hai cây tùng có thế đối nhau. Đây là cái cây tùng rất là khó các bạn nhé. Thế là thế phu thê, nghĩa là thế này là thế của mẹ và con. Đây là cây tùng mẹ này, đây là cây tùng con này. Cái thế phu thê đều uốn lẫn vào nhau và hai cây là vế đối lập nhau nhưng mà rất là đồng bộ với nhau. Các bạn nhìn, và ở dưới đây cũng là cây tùng con nữa.
thì đây là thế phu thê rất là đẹp. Để mà chọn được hai cây tùng như này thì chủ nhà cũng đi tìm và cũng rất là công phu để lựa chọn được hai cây giống hệt nhau như thế này để các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ đến với cái hình ảnh tiếp theo, tôi sẽ phân tích cho các bạn. Thì cái công trình này thì các bạn nhìn là cái khuôn viên sân vườn thì được các kiến trúc sư thiết kế một cách rất là hài hòa đồng bộ, bên tả bên hữu có các cái điểm nhấn riêng. Thì các bạn nhìn bên này thì chúng ta nhìn có cái phần hòn Nam Bộ non bộ nhá, non bộ, và ở phía dưới thì có hồ cá koi. Thì đây là một cái điều đặc sản của nhà vườn. Đấy, nhà vườn thì chúng ta phải có hòn non bộ như này. Đấy, đây là cái đá non bộ, đá này nó trơn và nhìn nó tạo cái hình khối ba ông tam đa này các bạn nhìn. Đấy, chúng ta nhìn này, ba ông tam đa nghĩa là ông phúc lộc thọ. Đấy, thì phúc lộc thọ thì các bạn quan sát là ba ông tam đa này thì là cái điều mong ước của tất cả mọi người, tất cả các quý khán giả xem video này cũng mong muốn là như vậy. Chúng ta vừa có sức khỏe, vừa giàu sang, vừa có phú quý, nghĩa là chúng ta mạnh khỏe, giàu sang, phú quý, thì điều đấy chúng ta rất là mong muốn đúng không ạ? Đấy, phúc lộc thọ. Thì ở đây thì các bạn quan sát thì bên cạnh cái xu thế của năm 2021 này thì chơi lan rất là nhiều, thì gia đình cũng để một cái dàn lan ở trên này. Đấy, đây là gia đình chơi lan hồ điệp thôi các bạn nhé. Đấy, thì đấy là những cái xu thế mà chúng ta phải kể đến với cái không gian nhà vườn. Thì chúng ta có phải núi non, đấy, có non bộ, có cá, có nước chảy róc rách và có cái không gian để thưởng thức lan. Đấy, rồi các bạn tiếp tục, tôi sẽ phân tích những cái điều đặc biệt nữa của cái công trình nhà vườn đẹp này nhé. Đây là cái góc nhìn sâu hơn và toàn cảnh là hình non bộ. Thì cái góc này mình cũng rất thích bố trí kiểu non bộ như này. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó không cảm giác rối rắm như các cái vị trí cung bậc, để các bạn nhìn được từ cái việc nước ở trong cái bình để đổ ra. Các bạn nhìn nước ở trong bình đổ ra và nước chảy từ cái khe tràn xuống, cảm giác như khe suối. Đây là nước từ trong bình đổ róc rách xuống tới đây. Đó. Và thứ hai là nước từ trên khe này này, thì trên cái khe này. Đấy, nó tràn ra qua khe đá này, nó róc rách này. Đấy, các bạn nhìn từ trên cái khe tạo ra những dòng thác. Đây các bạn nhìn, chúng ta để ý khéo nhé. Đấy, để các bạn có thể tham khảo cái mẫu về cái hòn non bộ này rất là đẹp. Đấy, từ trên khe tường này. Đấy, các bạn nhìn vào trên các mảng tường này có các vị trí để trồng các cái cây để chúng ta lan tỏa xuống phía dưới. Đây là cái góc rất là đẹp. Rồi tiếp theo ở cái góc này thì các bạn sẽ nhìn được cái khu vực lan, và đương nhiên với nhà vườn thì các bạn chú ý là xu thế trồng lan bây giờ thì là một xu thế, và vừa rồi thì các bạn thấy là lan rất là đắt đỏ trong thị trường giao dịch. Thì các bạn nhìn rồi, đây là cái không gian để chúng ta thưởng thức và trồng lan. Và ở đây thì cái điều khi các bạn trồng lan thì các bạn phải dùng các hệ thống vòi. Đây các bạn thì là cái vòi tôi đánh dấu màu xanh xanh. Đấy, chúng ta tưới tự động đặng sương mù, và thứ hai là phía trên này chúng ta sử dụng các cái thảm, cái phần lưới màu đen để chúng ta cảm giác như một khu rừng ấy, để cho lan nó sinh sống. Thì các bạn chú ý như vậy. Tiếp theo cái hành lang để chúng ta đi xuống bếp, thì với không gian nhà vườn thì chúng ta phải tỏa cái hành lang xung quanh. Thì với công trình này đặc biệt thì hành lang đi xuống bếp thì bắt bằng các viên đá và thảm cỏ xung quanh, thì chúng ta có lối viên đá để đi. Thì để các bạn cái hành lang xuống bếp đây, đây là cái hành lang xuống bếp, thì chúng ta có các bậc đá một này. Đó, chúng ta đi theo cái đường rích rắc như này, đó, tạo cho cảm giác nó mềm mại không gian nhà. Thì chúng ta sẽ đi, chị em sẽ đi như này vào bếp. Và đặc thù ở đây thì các bạn nhìn là cái trồng cau này, đó. Thì chúng ta với không gian nhà vườn mà chúng ta trồng những cây cau đến mùa hè nó ra ra buồng ấy, thì rất cái hương thơm của cau rất là thơm, nó rất là nhẹ nhàng và nó cảm giác cho chúng ta thư thái rất là nhiều. Thì đây là một cái phong cách của nhà vườn đặc thù luôn các bạn nhé. Rồi, tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong khu vực phòng khách. Thì với cái không gian phòng khách của ngôi nhà vườn này thì nó mang hơi thở hiện đại. Thì với cái phòng khách hiện đại này thì tôi sẽ phân tích cho các bạn những cái bộ bàn ghế này thì chúng ta phải offset trên model và được thi công riêng. Rồi các bạn nhìn, đây tất cả các cái đầu các bạn nhìn bàn ghế này, cái phần nhọn nó không còn nhé. Đấy, nó rất là trơn tru này, đó cái đầu này. Để chúng ta trong quá trình đi lại các bạn không bị va chạm với những cái đầu nhọn này nhé. Đó, thì với bộ bàn ghế hiện đại này thì các bạn nhìn thấy phong cách nó rất là đơn giản, và các bạn nhìn nhà nó đẹp. Và cái vị trí ngăn giữa phòng bếp với khu vực phòng ăn bằng cái không gian đây các bạn nhìn, đó cái này, cái kệ để chúng ta đặt tivi này. Dưới cái kệ này sẽ chia thành 3 phân khu, ở phía dưới là sẽ là các cái tủ này, ở giữa sẽ là cái tivi này, còn xung quanh là các cái đồ chúng ta trang trí rượu, rồi các cái chuyến đi du lịch chúng ta mua cái quà lưu niệm các bạn.
đặt ở đó đúng không ạ? Ở đây còn bức ảnh về của gia đình, các thành viên gia đình, và đây có trống đồng Đông Sơn. Thì đây là những cái trang trí mà nó rất là đẹp, hài hòa. Còn phía sau thì nó là không gian bếp các bạn nhé. Đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Đây là cái vị trí không gian thờ của gia đình. Thì với bất kỳ một không gian nhà vườn nào thì cái không gian nhà thờ là một cái vị trí trang trọng. Và cái việc trang trọng chúng ta thể hiện như thế nào? Thì ở đây thì chúng ta thấy là câu đối, đấy, cuốn thư và lục bình, sập vụ. Đúng không ạ? Đây thì các bạn thấy quan sát đây là cái bộ bàn thờ cũng rất là đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Câu đối, cuốn thư, lục bình và sập vụ. Thì các bạn chú ý. Rồi cái điểm nhấn đặc biệt của phòng thờ thể hiện sự trang nghiêm ở đây tôi sẽ phân tích cho các bạn nhé. Nhiều bạn không để ý đâu. Ở đây trong quá trình làm thì chúng tôi đơn vị thi công nhà thì các bạn nhìn đây này. Đấy các bạn nhìn. Cái bậc đây tôi đánh mũi tên đỏ này, cái bậc này nhé. Thì các bạn chú ý cái bậc này này. Đấy cái bậc này. Đấy các bạn nhìn nó chiều cao của cái bậc này. Đấy. Trước khi chúng ta vào khu vực phòng thờ thì các bạn hãy bước lên một cái bậc nữa. Nghĩa là tại sao phải làm như vậy? Vì thể hiện cái chiều cao bậc ở đây nó từ 7 cm đến 10 cm, nó rất là nhỏ thôi. Nhưng cái điều nhỏ này nó thể hiện như là nó thể hiện cái suy nghĩ của gia chủ và của các thành viên gia đình là các cụ bao giờ cũng nâng lên một tầng cao, thể hiện cái sự tôn kính của các bế đấng đấng bề trên, để nhờ có các cụ mà con cháu trưởng thành như ngày hôm nay thì là cái tưởng nhớ công ơn công đức của các cụ thế hệ đi trước thì bao giờ cũng nâng lên một cái bậc đấy, tầng lên một bậc khác. Để các bạn chú ý nhé. Thì đấy là những cái mà tôi đã phân tích với các bạn. Thì khi vào trong phòng thờ như này thì các bạn thấy có vách ngăn chạy xin xi, thì các bạn nhìn cảm giác nó ấm cúng hơn bằng gỗ các bạn. Tiếp theo nhé, thì các bạn nhìn góc nhìn này là chúng ta sẽ nhìn ra được phía ngoài cổng. Đấy, thì các bạn nhìn cái không gian xanh. Với nhà vườn thì các bạn nhìn là cái không gian xanh rất là đẹp. Tôi rất là thích cái không gian xanh như này. Cảm giác chúng ta bước vào không gian sân là đã thấy một cái thảm cỏ rồi. Đấy, cỏ chạy viền xung quanh và rất là ngăm nắp, rất là gọn gàng. Không phải là chúng ta mọc cỏ lung tung, chỗ nào mọc thì mới được mọc. Chúng ta rất là gọn gàng và ngăn nắp, nó rất là gần gũi với thiên nhiên. Thì cái không gian nhà vườn như này thì các bạn chú ý làm sao để cho nó đồng bộ về cái quá trình. Từ cái việc chúng ta thể hiện các cái ô tường rào này, đấy các bạn nhìn ô này để cho nó rất là thoáng nhé. Nó thoáng nhà chúng ta tốt nhất là không nên xây. Xây tường chúng ta chỉ xây cái trụ thôi, sau đó thì chúng ta làm cái tường rào như vậy để chúng ta thấy không gian nhà nó rất là thoáng. Và thứ hai cái không gian cánh cửa đây thì cổng cũng được thiết kế một cách rất là đồng bộ. Đấy hai cái cánh này mở ra các bạn nhìn. Đấy ở giữa thì các bạn quan sát này, cánh cổng này cũng rất là phù hợp. Thì các bạn đây cũng là một ý tưởng để cho các bạn sử dụng cái phần cánh cổng cho gia đình mình nếu các bạn đang chuẩn bị xây nhà. Chứ biết cánh cổng chúng ta thể hiện như thế nào. Thì ở đây các bạn nhìn là cánh cửa chia thành 4 ô, có thể là 2 ô, 4 ô đều di động, chúng ta có thể chốt được 2 ô. Ví dụ như chúng ta ít đi lại thì ra đây các bạn nhìn chốt này. Thì 2 ô cánh góc ngoài có cái chốt đây. Thì hai cái ô cánh này chúng ta có thể chốt xuống thì làm cố định, chúng ta chỉ mở 2 ô ở giữa thôi. Đấy còn nếu mà khi nhà có tiệc khách thì bạn mở tung ra thì chúng ta có thể mở hết tất cả 4 ô lại và gập lại với nhau thì nhìn cái cửa nó rất là gọn gàng. Đấy các bạn nhé. Đấy là một cái thiết kế mà rất là đơn giản chúng ta phải để ý. Và điều đặc biệt nữa khi các bạn thi công cái phần cổng này thì nó phải đồng bộ với cái không gian của nhà các bạn nhé. Nghĩa là đây là nhà của chúng ta là mái ngói này, ngói đỏ này. Đấy, ngói xanh này. Đấy ngói xanh như này. Đấy và cái phần trụ của cái cổng này thì nó sẽ hơi hơi đồng bộ với cái trụ nhà để ta nhìn nó có cảm giác nó đồng bộ như một cái bộ vét ấy. Để các bạn chú ý như thế nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ đến cái không gian phòng khách tôi đã chia sẻ với bạn rồi, nhưng góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn từ phòng khách nhìn ra ngoài. Thì ở phòng khách nhìn ra ngoài thì các bạn quan sát đây là cái phần không gian của gia đình. Thì các bạn nhìn đây là bây giờ tuổi lớn thì các cô các bác thì gia đình nhu cầu cuộc sống càng cao thì chúng ta đây là có một cái máy này, massage này. Đấy và cái phần cửa gỗ lim này. Đấy chúng ta có hình các vị trí từ đây góc view ra ngoài nhà các bạn nhé. Đấy thì chúng ta tiếp tục với góc nhìn tiếp theo. Đây thì là cái không gian bếp. Vừa rồi các bạn có nhớ là cái hình ảnh chúng ta đi dọc cái con đường mà có vườn cau ấy, tôi vừa tả các bạn. Thì cái vườn cau đi vào đây là không gian bếp. Thế thì cái thiết kế như vậy thì các bạn chú ý là khi chúng ta chị em nấu nướng thì chúng ta có thể mua thức ăn đi lối kia khách, chúng ta vẫn tiếp khách ở nhà, ở trong không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Và sau khi nấu nướng xong thì các bạn thấy là tôi mời khách ra đây ăn uống được. Đấy, rất là nhanh các bạn nhìn này. Và ở đây phòng không gian bếp này cái ô cửa sổ rất là rộng. Đấy. Cố định rất là rộng luôn các bạn nhé. Cố định cái cánh ở giữa và hai bên là mở phun hết luôn. Phun hết ánh sáng rất là rộng như này. Đấy thì các bạn nhìn thấy không gian bếp cũng là cũng sáng trưng luôn. Đấy thì các bạn chú ý như vậy để trong quá trình
chúng ta đưa không gian và thiết bị hút mùi, chúng ta chạy từ ống ra đây, hút lên đây, để ra ngoài. Thì các bạn chú ý cái phần hút mùi. Và cái phần bếp này thì các bạn bao giờ các khi chúng ta thiết kế thì các bạn nhìn là nó sẽ, khu bếp nó sẽ chia thành ba phân khu chính. Và chúng ta sẽ, tôi sẽ phân tích cho các bạn để các bạn quá trình chúng ta hiểu. Đây, cái phân khu thứ nhất là khi chúng ta đi vào ở ngoài, đi từ ngoài vào ấy, thì các bạn đặt đồ đây, chúng ta rửa này. Đây phân khu rửa này. Sau khi rửa xong ấy thì các bạn tiếp tục này, chúng ta để đồ ra đây. Ra đây thì chúng ta chuyển sang cái phân khu tiếp theo. Đây là cái phân khu nấu. Nấu xong thì các bạn chuyển ra đây. Đấy, những đồ chín ra đây, sau đó các bạn mới chuyển sang cái phần bàn ăn này. Thì cái quy trình của cái không gian bếp bao giờ nó tương tự như vậy. Đấy nhá, chia thành 3 phân khu, khu rửa, khu nấu và khu để đồ chín và chuyển ra khu bàn ăn. Để đây các bạn chú ý nó theo một cái quy trình như vậy nhé, chúng ta đừng có làm ngược. Đầu tiên là rửa ráy này, sau đó là chuyển sang nấu nướng này, chuyển sang bàn ăn này. Tôi sẽ phân tích cho các bạn rất là kỹ. Đấy là cái phần phân khu thứ nhất. Còn phần tiếp theo thì khi chúng ta thiết kế thi công phần bếp thì bao giờ chúng ta có 3 cái tầng. Đây là cái tầng 1 này. Các bạn nhìn cái tầng 1 nó thành hình chữ L như này. Đấy, tầng 1 này. Cái tầng này thì cái tầng này để làm gì? Để những cái đồ nồi niêu xoong chảo này. Còn cái tầng trên này. Đó, cái tầng trên đây. Tôi sẽ giải thích bạn tầng trên này. Tầng trên này thì chúng ta sẽ để bát đũa và các cái đồ trên này. Đó. Còn cái tầng dưới này, tầng giữa này. Đây là tầng ở giữa này. Đây, cái tầng giữa này thì các bạn cho một cái mảng màu nó khác đi. Thì chúng ta nhìn đây là gia đình nó sử dụng cái màu đen để chúng ta thấy nó, khi chúng ta đun lửa lên nó có cái hai màu nó phản chiếu nhau, nó rõ nét hơn. Và chúng ta điều chỉnh ngọn lửa, các bạn chú ý như vậy. Còn đây là cái không gian tủ lạnh, tủ đặt đồ. Và tiếp theo thì tôi sẽ phân tích cho các bạn nó sâu hơn cái góc nhìn này, rõ khu vực bếp luôn các bạn nhé. Đây cái hành lang mà chúng ta đi vào bếp đây. Đấy, từ bếp chúng ta nhìn ra. Đấy, cái hành lang này đi vào bếp để cau này các bạn nhìn. Sau này tỏa ngát hương cau luôn, rất là thơm. Thì các bạn có thể xem cái mô hình nhà này, chúng ta có thể áp dụng được cái không gian nhà này. Đây là cái phòng ngủ cho bé nhé các bạn nhé. Đây là cái phòng ngủ này. Đấy, các bạn nhìn với trẻ nhỏ thì màu sắc nó phải sặc sỡ. Đấy, các bạn nhìn vẫn toát lên vẻ đẹp. Và cái không gian cửa là phải phun ánh sáng các bạn nhé, chúng ta có thể sử dụng rèm. Đấy, các bạn nhìn điều đặc biệt của khu nhà này, phần phía cuối nhà ấy, sẽ có một cái bể bơi. Đấy, bể bơi mini. Thì các bạn chú ý với cái bể bơi này thì chúng ta có thể tắm mát về mùa hè. Đấy, đây là không gian phòng ngủ của người lớn. Vừa là hai phòng nhỏ, chúng ta đến phòng của người lớn này. Thì cái gam màu nó khác đi một chút, thì các bạn chú ý như vậy. Đây là khu vực bể tắm vệ sinh. Thì trong cái khu không gian bể tắm vệ sinh này thì các bạn chú ý là nhiều gia đình chúng ta không để ý, những không gian bếp, không gian nhà vệ sinh nó rất là nhỏ. Đây này, các bạn hãy tạo ra một cái điểm âm tường đây này. Thì chúng ta sẽ đặt ca cốc ở đây, trực tiếp ở đây. Đây cái phần âm tường này. Thì các bạn là chúng ta xây tường 20 chúng ta đua ra đây không? Nó không có gì là khó khăn cả khi các bạn thi công. Ở đây cái hồ bơi mà tôi vừa nói cho các bạn đây, thì cái hồ bơi này, hồ bơi mini, thì trong cái hồ bơi này cũng được thiết kế một cách rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Để các bạn nhìn, đây là không gian hồ bơi đây. Đấy, phía sau nhà các bạn nhé. Đấy. Thì một không gian nhà vườn thì tiêu chí không gian nhà này rất là đầy đủ. Không gian xung quanh sân vườn có non bộ, có thảm cỏ, phía đằng sau nhà thì có hồ bơi. Đấy, thì các bạn nhìn rất là, chúng ta về nhà thì được một khu sinh thái tổng thể như này để giúp cho các bạn có một cái tràn đầy năng lượng các bạn nhé. Đấy, khu vực hồ bơi đây thì có khu vực máy giặt rồi phơi phóng quần áo, khu vực phơi, khu vực sân ướt đấy các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe chia sẻ về cái không gian mẫu nhà vườn rất là đẹp, để giúp cho các bạn đâu đó có được một ý tưởng. Cũng qua video này cảm ơn bạn Khánh Linh đã chia sẻ cái không gian nhà rất là đẹp cho tất cả các quý khán giả cộng đồng mạng internet, để chúng ta sẽ hình dung được một cái không gian nhà vườn như thế nào và cái vẻ đẹp của không gian và cái chất lượng cuộc sống con người càng ngày càng gia tăng. Thì đây là không gian mặt tiền phía trước của công trình. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công nữa cuộc sống. Các bạn mà nhận tư vấn thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với số hotline của công ty để trên dưới màn hình. Chúc các bạn luôn thành công và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Anh cả tổ xây nhà cùng bạn.